Thông thường để pin địa chỉ IP thì chúng ta thường sử dụng máy tính, chúng ta sẽ bấm vào cửa sổ Windows, sau đó chúng ta sẽ nhập chữ cái là CMD, chúng ta bấm chọn vào mục Command From. Cửa sổ hiện ra, chúng ta sẽ nhập cú pháp là ping, khoảng cách và nhập địa chỉ IP vào đây. Ví dụ mình nhập là 192.168.1.4, sau đó Enter. Máy tính tự động sẽ trả ra cái kết quả ping cho chúng ta ở đây. Xin chào, mình là Hiếu Phạm. Vừa rồi mình đã trình bày cho các bạn cách ping địa chỉ IP camera bằng máy tính. Đây là cách truyền thống mà các kỹ thuật camera thường sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay với việc điện thoại smartphone đang càng ngày càng trở nên phổ biến thì các kỹ thuật camera đang có xu hướng chuyển qua smartphone để cài đặt camera cho thuận tiện hơn. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ping địa chỉ IP camera bằng điện thoại và mình sẽ bonus thêm cho các bạn hai tính năng tuyệt vời nữa. Nào, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Đầu tiên, các bạn tải cho mình cái ứng dụng tên là Ping. Sau đó chúng ta sẽ mở ứng dụng này lên. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 tính năng rất hay của ứng dụng này. Tính năng đầu tiên đó là quét tìm thiết bị. Phần mềm nó sẽ tự động liệt kê danh sách tất cả các địa chỉ IP của các thiết bị có trong cùng cái mạng nội bộ của chúng ta ra ở đây. Tiếp theo, cái tính năng thứ hai đó là tìm cổng mở. Tính năng này rất hay, ứng dụng cho chúng ta có thể kiểm tra được cái bọc mà chúng ta đã nát ở trong modem á, thì nó đã được mở hay chưa, tức là có thành công hay không. Thì chúng ta chỉ cần nhập cái địa chỉ IP vào đây thôi. Sau đó chúng ta bấm vào tìm cổng mở. Thì các bạn thấy rằng ở đây với cái địa chỉ IP này thì đã được mở thành công cái bọc là HTTP bọc 80. Các bạn có thể ứng dụng để kiểm tra xem là chúng ta mở bọc của đầu ghi có thành công hay không. Và tiếp theo, cái mục cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái mục ping. Mục này sẽ giúp cho chúng ta có thể ping được một cái địa chỉ IP để kiểm tra xem là cái địa chỉ IP đó có đang được kết nối trong mạng hay không. Ví dụ mình sẽ nhập vào đây. Mình sẽ bấm ping. Các bạn thấy rằng nó tự động trả về các gói tin và nó báo ở đây là tổn thất gói dữ liệu là 0%, nghĩa là cái địa chỉ IP này đang được kết nối rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ thử ping một cái địa chỉ IP khác không có trong mạng. Ví dụ như là .100 đi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng nó không hề có dữ liệu được trả ra ở đây, nghĩa là địa chỉ IP này không có kết nối trong cùng mạng của chúng ta. Rồi, nếu các bạn thấy video này hữu ích đối với bạn, hãy ủng hộ mình bằng cách bấm like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.